bất chấp người ta tu review, người ta, lúc mà người ta bậc thánh người ta tu á, ta không có ngày không tháng không có giờ có giấc này kia nọ đấy. Rồi người ta nói là theo cái người ta sống coi như là không ngày không tháng không giờ không giấc. Người ta mới nói là tu lâu chưa, người ta nói là mới tu. Tại mới tu là ta không biết giờ biết ngày như tháng hết á. Đấy, người ta nói biết, người ta nói mới tu thôi. Còn mình ha, mình biết. Mình biết là mình thường lâu năm rồi, mình biết có năm, có ngày, có tháng, mình biết theo theo đó. Thì mình nói vậy là mình tự mình biết. Mình dối là tự mình biết hả. Đấy. Thì đó là nếu mình biết mình dối, xin sám hối lại. Mà không phải sám hối với người đó, mình sám hối chính mình đấy. Mình sám hối chính mình cũng được. Chứ không phải nếu mà có người đó thì hỏi mình sám hối luôn người đó không được. Nó như vậy. Nó là phạm giới. Nói dối. Con cảm ơn sư ạ. Con chào thầy Phúc Đông, chào anh chị Ngộ Giác, Giác Huệ. Cái bạn vừa đặt câu hỏi, bạn cảm ơn thầy ạ. Găng bít chỗ ấy là chỗ cổ á. Khỏi cầm cho nó ấy. Để Giác Huệ nói. Em nói hả? Không, và để đây nói cho nó dễ. Dạ. Dạ sư, cho con hỏi, trong kinh Phật có nói là nữ chỉ nên ngồi bán già không được ngồi kiết già không ạ? Thì ai nói ấy là anh chỉ mắc mới gì bán già kiết già, tu thiền mà nam nữ gì cũng như nhau cả mà sao không được tu, đừng có chấp về nam về nữ. Miễn sao mà nam nữ thì cũng là bậc thánh hết, chứ không phải là nam nữ không bậc thánh đâu. Đấy, do cái căn cơ mọi người thôi. Băng già kiết già hay không là do tu thiền, là không cần băng già kiết già. Nhưng mà người kiết già để nó giúp cho mình coi như là nó tăng cường cái sinh khí, là nó có cái lực mạnh hơn, duy trì thân này cho nó khỏe khoắn, cho nó dễ định. Chứ quý vị cái này mà không hiểu theo khoa học, nó là theo khoa học đấy. Phải hiểu rõ ràng quý vị à. Các bạn nói hình như thầy buồn ngủ trong nhóm mình. Thầy buồn ngủ. Có trong hình hình như thầy buồn ngủ. Không có, chưa có nước này. Không phải buồn ngủ mà cái có nước này. Mấy giờ mình hồi nãy giữa cái nó mỏi mắt thôi thầy. Nó đều kính nhà kính là nó em kính ít là yếu độ rồi. Nó không độ đều kính cả đêm cả cả ngày nha, là nó mắt nó mỏi mắt. Nè. Chứ không còn ngủ. Quý vị qua kênh Giác Huệ đặt câu hỏi giúp em nha. Bên TikTok nè, qua kênh Giác Huệ lên YouTube á. Để được lưu lại. 56 người xem rồi. Chào Trâm Nguyên nha. Trâm Nguyên chào mình mà mình không để ý. Sư Tăng này nó cũng có lý, nhưng chưa đạt tới đại Niết Bàn. Sao biết được? Chỗ thầy có mũi đốt không? Có chứ vậy. Dạ chị Thúy Hình, dạ không mưa chị ơi. Dạ thưa bạch sư, mình nói dối để người khác không buồn. Ví dụ mẹ nấu bánh dở ẹt mà con nói bánh ngon, vậy có bị phạm tội nói dối không ạ? Cái đó rõ ràng rồi, cái đó là nói dối mình tự biết chứ. Cái đó là nói dối rồi, còn gì nữa không dối. Nó rõ ràng rồi. Dạ
Dạ, sư cho con hỏi thời Đức Phật có nữ tu Đầu Đà không ạ? Tu thì Đầu Đà thì chỉ có ngài Ca Diếp Đầu Đà. Hồi xưa kia nữ hình như chắc là sư cũng không biết, lâu lắm mà sư có đâu biết đâu, thời mấy ngàn năm nay sư có mấy chục năm rồi mà. Nam nữ cũng tu được hết, chỉ có buông bỏ hết tất cả, xả ly hết tất cả. Mà tu, người tu là sống ở trong rừng, trong núi, trong hang hốc con hè. Chứ không phải như bây giờ tu là có chùa, có chiền đi văng văng văng, bây giờ theo thời đại bây giờ thôi. Chứ hồi xưa kia là không có chùa, có chiền, không có gì đâu, sống ở trong rừng, núi con hè. Nam nữ cũng vậy, nhưng mà người nữ tu là phải nương nhờ chư Tăng. Thì nhờ cái chư Tăng ấy là sử vi, là sử coi như là tất cả về trắc trực, do đó có chư Tăng thì nó hộ trì đó. Mà nữ tu á, đi đâu đi phải đi hai người, không phải là Đầu Đà hay còn không Đầu Đà. Người tu chẳng qua bây giờ Đắc Y Phong Tạo này là xưa kia chỉ có ngài Ca Diếp thôi. Bổn Sư Thích Ca đắp xong rồi, Bổn Sư Thích Ca cũng bỏ cái Phong Tạo đấy. Nó như thế, chứ nữ nam gì tu là không có nam nữ hết á. Đầu Đà hay không này là do cái ba la mật của con người, hay cái ý chí của con người, sự quyết chí. À, như nữ đi cũng được, chứ không phải là không đâu, cái đó là không có cấm. Nhưng sao là giữ giới cho nó tốt lành, giữ giới cho nó kỹ. Đừng có đi nam bên nữ nhà bên lão là không được. Đó. Phải giữ giới cho nó kín đáo, cách xa nhau. Nếu mà ở trong rừng á, người nam người nữ thì phải cách nhau một hàng rào chẳng hạn vậy. Phải có làm phép. Phải có kiết giới. Nó như thế. Cảm ơn sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư giảng vô thượng niết bàn cho con nghe, con chúc sư sức khỏe. Vô thượng niết bàn thì nói thì nói chứ đâu có ai mà thấy được niết bàn đâu. Thì ta nói niết bàn như thế, nhưng mà niết bàn như vậy, niết bàn là cái trạng thái phiền không có phiền não, tức là diệt hết lậu hoặc, tất cả tu không còn lậu hoặc. Tham sân si mạn nghi tà kiên, tham dục lạc ái kiết sử, rồi tất cả là tham á thôi. Nói chung ra là lậu hoặc là chắc dục lạc đấy, là mình diệt hết tất cả đó. Thân tâm thanh tịnh an lạc khỏe khoắn, con người thì nhẹ nhàng thân tâm, thì chỉ có buông bỏ hết tất cả là nó sanh ra cái như là ngồi thiền định thì nó có sanh ra cái hỷ lạc sanh, đó gọi là niết bàn. Trạng thái niết bàn sư không có chỉ rồi, mà trạng thái của niết bàn đấy là giống như người bệnh mà hết bệnh mà uống thuốc hết bệnh ấy, xong được cái như là người trạng thái hết bệnh ấy, thì người ta thâm tâm an nhạc nhẹ nhàng, rồi khỏe khoắn của người nó không thể mà nghĩ bàn đấy, là niết bàn ngay đây thôi, chứ không có xa hết á. Nói chung ra là diệt hết phiền não là niết bàn. Thế. Cảm ơn sư ạ. Này bữa trước dặn rồi, nói qua. Vâng, hôm nay này có bạn khá hỏi. Mấy bạn bên TikTok vô kênh giác. Bên đấy tao vào anh. Dạ sư, nữ tu Đầu Đà đêm mà ngủ nhà ho nghỉ địa mà gặp sạm sập, thầy đã nói rồi đó bạn, đi phải có người, hai người hoặc có nam đó bạn ơi, tăng á. Đúng rồi thầy, không trả lời luôn. Thầy mới nói xong mà. Ở cách xa xa nữ thì phải đi với hai người, hoặc là tăng đoàn 3-4-5 người. Chứ nữ không nên đi mình, mà không nên đi với một chư Tăng và chư Ni, không nên. Chị Hoan Hỷ hỏi em cách ngồi kiết già của sư ấy ạ, là ngồi bán già hay kiết già gì có được không á hả bạn? Như đâu mình kiết xuống rồi,
Ủa sao các bạn này vô cái bình luận mà người ta đang vô bán điện thoại, số điện thoại. Bán sim số đẹp tụi ông đang nữa. Dạ thầy Phước Đông mà bạn. Sư ơi con muốn tu để kiếp sau để trở thành nam giới. Mới gì tu thành nam giới kiếp sau. Kiếp này tu thành Phật luôn, giải thoát luôn, bậc A-la-hán luôn được chứ cần gì mà kiếp sau. Chứ kiếp này tu thành nam giới là tu sao? Thích nhắc gì? Tu làm sao thành nam giới? Bởi vậy không biết quý vị đọc kinh nào mà không biết sao nói tu nữ mà tu thành nam giới. Dạ ý là nói chắc con nghĩ là có nghe cái câu của thầy thì mình đời nói là nam giới dễ tu đi tu á thầy, là mình nguyện làm sao là cái sau mình thành nam giới á là mình sẽ dễ tu á mà. Khổ quá quý vị ơi. Vì không biết gì đó là tu bởi nữ thời Phật hồi đó là nữ người ta đắc ác quả la hán ta giải thoát mà bây giờ tu chuyển qua nam giới thì cái nó cứ nghe lung tung ha, không chánh pháp gì hết. Tu á không phải nữ không phải nam, sư đã nói rồi, tâm thì nó không có phân biệt được nam hay nữ. Thế quý vị biết tâm như thế nào không? Thế tâm có nam có nữ không hả? Không có. Vậy mà làm sao mà lại tu thành nam thành nữ? Bởi vậy là miễn sao là ba là mặt của con người, nam hay nữ không liên quan. Miễn sao là tu buông bỏ xả hy lết, xả lý hết tất cả. Được coi như là sống thiểu dục tri túc. Rồi coi như là không có vướng mắc bất cứ việc gì. Đấy, nếu mà nữ mà nhập dòng thanh rồi coi như đâu còn gì đâu mà nam và nữ. Đấy, nó tăng tâm, nó miên mặt, nó mạnh mẽ, nó đâu có, tức là tướng, nó đâu còn tướng nam, tướng nữ nữa đâu, tức là tướng giải thoát, chỉ có tướng giải thoát thôi. Đã. Nó không có nam, không có nữ. Đấy, đừng có mơ hồ hồ quý vị ơi, đừng có đi vào cái ba cái tào lao thiên đế này bị lừa quý vị đấy. Dạ vâng. Có bạn Nguyễn Quốc Thanh hỏi là Ngài Ca Diếp đứng đầu hạnh đầu đà đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Đầu đà đệ nhất là Ngài Ca Diếp. Dạ vâng. Bạn Diệu Hương hỏi là, con chào thầy, bạch thầy cho Diệu con hỏi Hương. Diệu Hương này quen không ạ? Làm thế nào để không sợ hãi khi gặp phải đau khổ như bệnh tật ạ? Con cảm ơn thầy ạ. Thế là mình không làm chủ mình nữa, mình sợ hãi, mình do mình không tu, không hành trì phạm giới thì đương nhiên là phải sợ hãi. Nếu mình giữ giới cứng cát này cái nọ đấy, rồi mình hành thiền định, thân tâm an lạc hỷ lạc, làm gì mà có cái chỗ mà sợ đau đớn? Đau đớn là do mình không hành trì phóng dật, sợ hãi, sợ đỏ vào địa ngục chẳng hạn vậy. Đó là do cái phạm giới, giới định tuệ em không định được, làm sao có tuệ được? Cái đó là do mình phạm giới nhiều, làm sao mình nếu mình muốn ngăn chặn mình biết được cho tâm thanh tịnh thì phải giữ giới. Đó, như thế người mà có giới luật thì nó mạnh mẽ, nó mạnh mẽ lắm. Nói ai cũng thương, ai cũng nghe hết. Làm gì mà có sợ hãi nữa. Cảm ơn sư ạ. Chị hỏi giúp em cách ngồi kiết già của thầy với ạ. À, em tự học mãi vẫn không được ạ. À. Kiết già như thầy hả? Có gì đâu, đơn giản. Bắt chân trái lên cái giò phải. Chân phải thì lên cái giò trái. Bắt lên cái nó cứng ngắc thì đầu tiên thì mình phải hoạt động. Hoạt động mình mở khớp thì mình nhịp cái gối như này, nhịp cái gối này. Đấy, đặc biệt như cái gối mình bắt lên mình nhịp cái gối mình nó nhịp như này. Đó. Để con thị phạm. Đây này. Hả? À thế thôi. Đấy, bây giờ hai chân mình này khép như này.
đây là đầu gối này, đây mình dịp như này, đây, hai cái nhịp này, đấy, xong rồi cái cho nó ấy thì thời gian nào đó cho nó nhuyễn đi, lâu đi, xong rồi cái cho bóp đi đầy đủ đàng hoàng ấy, xong rồi bắt kiết giả lên, nó đau, nhắc xuống, thì xong rồi cái mình nhắc xuống cái nó đau cái, hết đau cái nhắc lên nữa, cứ nhắc lên nhắc xuống hoài thôi, rồi dần dần cái nó quen, đấy. Nói giống như chú Thành này, giờ nhắc lên ngay hồi trước kia nhắc đâu có được đâu. Vâng. Cứ nhắc cứ người học sư đầu tiên ấy. Bây giờ thấy người chắc cũng cũng tiếng chưa? Ngồi được rồi. Dữ vậy đó, hả? Ừ. Đấy, ok rồi. Đấy. Đầu tiên này nó khó lắm, cứ nhắc cứ người. Nhưng mà đau nhất nhắc lên, nhắc xuống cái hết nhất cái nhắc lên, nhắc xuống hoài. Cứ một người đông quắc nó hoài thôi. Miễn sao mà hãy nhất ấy, mà tăng lên chút, mình khâm nhận chút xíu, khâm nhận chút xíu cái mình đau quá cái chịu nổi cái chắc xuống nữa, xong rồi cái hết như cái nhắc lên, cứ như vậy làm liên tục ngày mấy lần vậy, rồi nhu nhiên thì bắt lên lâu thôi, coi đâu đơn giản à quý ơi, cái này bắt cái già tận cái gì đâu cũng đơn giản lắm quý, nói như vậy. Chắc là con nghĩ là các bạn muốn thầy dạy con như kiểu là thầy dạy con ấy, thì thôi để hôm nào vậy làm một cái clip xong rồi gửi lên trên nhóm vậy, gửi lên trên đấy. Thế này vậy sao? Ý thầy khởi động như này. Thì đó, thì giữ khởi động á. So tay, so chân, bóp tay, bóp chân, cái nó bóp mở đầu, khớp. So đầu, so gì tất cả là còn nào hoạt động mở khít, các khớp. Rồi nhịp giò, nhịp gì xong rồi cái để cho nó từ mình có những hoạt động cơ thể cho nó cái khớp mình nó cho nó cái hoạt động cho nó nóng khớp đi đấy, sau này vào kỹ già người lâu đây anh ơi, em muốn có một câu hỏi về một lần em nghe thầy Phúc Đông nói về câu A Di Đà Phật và nói ngài A Di Đà cái câu là Phật à, tôi không biết như lại là tưởng không thật ạ. À, sao? Dạ ý bạn đó ý là có nghe thầy nói về Phật A Di Đà và ngài nói thầy nói là Phật A Di Đà là tưởng không có thật ạ. Thì đương nhiên là tưởng không thật đó, rõ ràng đâu quý vị tự biết chứ, bây giờ quý vị tìm hiểu đi. Rồi Phật A Di Đà lịch sử nằm ở đâu quý vị tự biết thôi chứ, bây giờ bảo tôi biết đằng nào tôi đâu có biết đâu mà tôi nói. Các bạn cố gắng tìm hiểu về lịch sử ngài A Di Đà và các cái thành tích của ngài A Di Đà xem là có ở đâu không. Ừ. Nếu có giống Phật Thích Ca thì mình cái đấy mình tự hiểu thôi. Bảo Phúc Đông đâu biết được chỗ nào đâu mà có đâu biết đâu mà đâu có học kinh học kẻ đâu biết đâu mà Phật A Di Đà đâu có thấy ngài đâu. Nhưng lại thời nó lâu rồi mà tôi mới có mà 50 mấy tuổi đây này mà Phật Thích Ca hồi trước kia coi như là năm 2567 năm nay mà tôi cũng chưa thấy biết gì đâu mà tôi cũng tưởng tượng thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà cái nào tôi tưởng tôi thấy lịch sử có di tích thì cái nào tôi thấy ra thôi chứ còn anh gì đà tôi đâu biết không biết. Sư Đoan Hỷ. Cảm ơn sư ạ. Dạ nhờ thầy giảng về thân kiến, nghi và giới cấm thủ ạ. À. Thân kiến là cái thân mình nó nói thôi. Vâng. Nghĩa là cái thân ngũ ẩn này có thật. Thân ngũ ẩn phải không? Vâng. Nghĩa là cái thân ngũ ẩn này nó có thật thôi. Nghĩa là thân ngũ ẩn này nó không có thật mà cái chấp vào là nó là thật phải không? Vâng. Tức là thân kiến là cái thân này tức là mình đã chấp vào cái nó là cái tôi cái ta đó thì nó bấm trước rồi nó nói rồi mà sao mà còn cái cấm thủ thì thân kiến thì cái thân này là thân ngũ uẩn này.